Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với những tin tức trên kênh youtube chính thức của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 29 tháng 11, lãnh đạo công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm 2023, cơ quan này đã thu hồi 44 súng tự chế, 5 công cụ hỗ trợ, 384 dao tự chế, 6 hộp pháo hoa, loại 49 ống, Cùng với đó, công an cũng phát hiện 34 người vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đây là kết quả từ việc tuyên truyền đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Trong đó chủ yếu đến từ việc vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ. Theo Công an huyện Đức Trọng, năm 2023, từ mô hình đổi lương thực lấy vũ khí, Công an huyện đã đổi 1.300 kg gạo, 200 thùng mì để thu về 384 dao tự chế, 44 súng tự chế, 5 công cụ hỗ trợ, 6 hộp pháo hoa, loại 49 ống. Việc vận động người dân, nhất là các đồng bào dân tộc thiểu số, đổi vũ khí lấy gạo, không chỉ làm tốt công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, còn tồn tại trong dân mà qua đó giúp người dân nâng cao những nhận thức pháp luật về việc sử dụng vũ khí bất hợp pháp dưới mọi hình thức đồng thời nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm trong quần chúng nhân dân